Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện Người cha nơi phương xa, tác giả Trần Dương. Ở tập trước, chúng ta được biết là Hoàng đã bay sang Hồng Kông để đi kiếm người cha của mình. Tất nhiên là mọi thứ vẫn còn rất là mơ hồ, chưa có cái gì cụ thể cả. Và ở tập 2 này, chúng ta sẽ sáng tỏ tường tận tất cả các chi tiết trong quá trình cuộc hành trình đi tìm cha của nhân vật Hoàng. Xin mời cả nhà mình chúng ta cùng đến với tập 2. Hoàng tỉnh giấc, anh vội vã xuống bếp, định bụng nấu chút đồ ăn sáng. Nhìn ra khoảng trời ô cửa sổ nhỏ, không khí của một buổi sáng mùa hè oi ả đang dần xâm chiếm cơ thể anh. Tính đến nay đã nhiều tháng anh đến Hồng Kông. Thú thật, Hoàng vẫn chưa quen nhịp sống vội vã nơi đây. Họ có nếp sống vội vã tấp nập, dường như cuộc sống của họ rất nhộn nhịp. Cứ mỗi sáng đi làm, nghỉ trưa, tan sở, tăng ca, về nhà, cũng chỉ tìm một nơi để ngủ, rồi sáng hôm sau thức dậy, thêm một ngày mới, lặp lại chuỗi ngày hôm nay giống như hôm qua. Hoàng nhấc ly mì gói, định bụng ăn một chút rồi xuống cửa tiệm. Điện thoại nhấp nháy, thông báo có tin nhắn đến. Chú Lễ rủ anh xuống tiệm cà phê Món Quà Quê ăn sáng. Món Quà Quê, một tiệm cà phê bán bữa sáng bữa trưa. Tuy đồ ăn ở đây không quá ngon, nhưng giá cả phải chăng, lại thêm ông chủ rất vui tính. Ông tên Cam Luân Hạo, dáng người cao lớn mập mạp. Từ ngày Hoàng đến đây sống, ổng hay gán ghép Hoàng với con gái chú Lễ. Hoàng ái ngại nên cứ mỗi lần ông chủ đề cập đến Mia, tên tiếng Anh của Lễ, anh lại lái câu chuyện đi hướng khác. Ông chủ thấy Hoàng như thấy khách quý. Ông Cam Luân Hạo cười nói, "Ồ, ăn gì đây hai cha con?" Hoàng không nói gì, còn chú Lễ tiếp lời, "Như ngày hôm qua." Ông chủ ghi chú vào tập giấy nhỏ, rồi nói lớn về phía nhà bếp. Bạn số 3, 2 ly trà chanh, 1 mì xào, 1 bánh mì kẹp thịt, xà lách tôi mời. Cảm ơn nhà ông chủ. Chú Lễ nhìn ông Cam Luân Hạo cười, rồi tiếp đến chú hỏi. Dạo này thấy ông phơi phới, gương mặt hồng hào, có phải thêm tình yêu mới nên phấn khởi lắm phải không? Ông chủ cười rồi đáp. Tình yêu gì chứ? Mấy nay lão què về rồi, lão mang cho tôi một đống quà. Tôi ăn không hết, láng sẽ chia cho cha con anh một phần. Hoàng đang cắn dở miếng bánh mì thì chợt nhớ đến câu chuyện về lão què mà anh đã nghe mọi người kể. Lão què giống không ai nhớ rõ tên thật. Mọi người gọi ông ta là lão què vì ông ta tật chân bên phải. Tướng đi của ông rất chật vật. Mỗi lần di chuyển cơ thể, ông lại nghiêng về phía trước. Chân trái phải làm chủ, liên tục chống đỡ. Chân phải ông được thay bằng chân giả. Cái chân giả chậm chạp luôn khiến ông gặp khó khăn trong việc di chuyển. Không biết là may mắn hay xui xẻo, là phúc hay là họa, người bạn thân của ông chính là kẻ sát hại vợ con Trương Văn Bính. Năm đó, tất cả mọi người đều nghĩ Bính là hung thủ. Chỉ riêng lão què lại là người tin tưởng Bính tuyệt đối. Lão què tin rằng hung thủ thực sự là con quỷ đã lẫn trốn trong tòa nhà này. Đương nhiên, lập luận và suy nghĩ của lão què không một ai ủng hộ. Vụ án đã trôi qua 2 năm, Trương Văn Bính cũng đã ngồi tù từng đó năm. Lão què cũng là người kêu oan cho ông ta từng ấy năm. Đến tận hiện tại, lão què vẫn là người duy nhất tin Trương Văn Bính vô tội. Lão què tuy có tật, nhưng không phải phế nhân. Ở Món Quà Quê, lão là người tổng kết sổ sách. Nhiều năm trước, lão thi bằng kế toán. Đáng lý lão nên chọn một nơi làm việc tốt hơn, chuyển đến những khu nhà cao cấp, tận hưởng những lợi ích của giới trung lưu. Lão có thể làm cho những công ty lớn nhỏ, nhưng lão vẫn chọn ở lại Món Quà Quê, ở lại Nguyệt Cát Lầu. Lão tin rồi có ngày, lão sẽ chứng minh Trương Văn Bính vô tội.
Khi Lão Què và Trương Văn Bính chuyển từ Lâm Gia Thôn sang khu Thâm Thủy Bộ, họ đã gắn bó như anh em ruột thịt. Hồi đó ai cũng nghĩ chắc họ là một cặp đồng tính luyến ái. Cho đến khi Trương Văn Bính cưới vợ, câu chuyện họ thân thiết như thế nào, đã gắn bó từ bao lâu không ai rõ. Những đôi mắt tò mò chuyên đi hóng chuyện chỉ biên Trương Văn Bính đã cứu mạng Lão Què. Nếu không có Trương Văn Bính, thứ Lão Què đánh mất chính là sinh mạng. Thoáng chốc, chú Lễ và Hoàng đã dùng xong bữa sáng. Chú kéo Hoàng đứng dậy, nhường chỗ cho một cặp nam nữ. Người nữ có vẻ đã lớn tuổi, nhìn chú Lễ rồi chào niềm nở. Bà ấy tên Phụng, dáng người dong dỏng cao, tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn rất thu hút đám ông bướm xung quanh. Anh Lễ, tôi có người bạn cần bán chút đồ cũ, khi nào qua anh tiện đây? Chị Phụng nói. Ồ, tôi luôn sẵn sàng phục vụ, đặc biệt những người đẹp như cô. Chú Lễ nói. Người phụ nữ mỉm cười rồi kéo người nam đi đến trước mặt chú Lễ. Chị tiếp lời. Đây là cậu Đóng, khách thuê nhà của tôi. Cậu ta giỏi lắm đó, làm việc ở đài truyền hình. Chú Lễ bất giác nhìn người thanh niên. Anh ta cũng trợn tròn đôi mắt nhìn chú. Hóa ra cậu Đóng chính là Lâm Văn Đóng, người đã giúp chú hôm đó. Chị Phụng thấy hai người ngỡ ngàng nhìn nhau, bèn lên tiếng. Ủa, hai người biết nhau hả? Vậy là may rồi. Tôi định làm mai cậu Đóng cho con gái anh Lễ đây. Hai người biết nhau rồi á, tôi khỏi mất công. Ờ, chào chú. Ờ, chú nhớ con không? Cậu Đóng nói. Chú Lễ cười vui vẻ đáp lại. Chú nhận ra con, người Lâm Gia Thôn, vợ cậu làm trong đài truyền hình sao? Dạ, con là trợ lý đạo diễn, con vẫn đang học việc. Đóng đáp. Chú Lễ kéo Đóng sang một bên, hai người nói với nhau đôi ba câu. Thấy có chuyện vui, Hoàng liền tiến lại gần hai người họ. Chú Lễ thấy anh liền kéo lại gần, chú nói. Ờ, đây là cậu Hoàng. Chú chỉ tay về phía anh. Đây là cậu Đóng, cậu ta giỏi lắm, làm trợ lý đạo diễn đó. Chú chỉ tay về phía Đóng rồi tiếp tục nói. Hoàng lặn lội sang đây để tìm người cha thất lạc hơn 30 năm. Chú đã nhọc công đi tìm nhưng bất lực. Con có thể tìm cách giúp cậu ấy không? Đóng im lặng một lúc rồi nói. Đài sắp quay một chương trình nói về tình cha con. Con đang tìm các câu chuyện về chủ đề này. Nếu dám chế duyệt câu chuyện của anh Hoàng, con sẽ giúp chú. Ghi chú, dám chế, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Hết ghi chú. Hoàng nghe vậy, vừa vui vừa lo lắng. Vui gì có thể biết thêm tin tức về cha. Lo lắng gì anh chưa khi nào được lên TV. Suốt mấy tháng nay, Hoàng đang báo tìm người thân, nhưng không thấy bất cứ phản hồi nào. Trên Facebook hay IG, kết quả cũng tương tự. Thậm chí, Hoàng còn nhận được các cuộc gọi mạo danh lừa đảo. Hoàng nhớ rõ như in. Ngày hôm đó, chú Lễ nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là một giọng nam trẻ. Hắn nói, có phải đang tìm người không? Anh là ai? Chú Lễ hỏi. Bên kia rít một hơi thật sâu, rồi nói, tôi có tin tức từ người ông cần tìm, 3.000 đô Hồng Kông, hẹn ngày giao tiền, tôi giao đồ. Chú thích, 1 đô Hồng Kông bằng 3.000 Việt Nam đồng, tính ra tầm 9 triệu tiền Việt. Hết chú thích. Kế đến là một hồi chuông tít tít tít. Chú Lễ cau mày, quay qua nói với Hoàng. Ơi, lừa đảo. Chú kể cho Hoàng gián tắt cuộc điện thoại khi nãy, rồi khẳng định. Kẻ vừa gọi điện chỉ có ý định kiếm cơm mà thôi. Chú nhất định không chịu mất tiền cho chúng. Hoàng thấy vậy liền nói. Nhưng mà họ nói thật thì sao? Con muốn biết cha con đang ở đâu. Chú xua tay liền nói. Nay đội 3.000, mai họ đội 5.000, rồi 50.000. Những tin họ đưa cho con chỉ là rác rưởi. Con có nhiều tiền lắm sao? Hoàng gãi đầu nói. Con không có, nhưng biết đâu họ nói thật, chú cho con thử một lần đi. Chú thở dài. Mấy kẻ lừa đảo này khéo làm ăn thật,
biết đánh vào tâm lý người ta. Thôi bỏ đi con, chú biết con nóng lòng tìm cha, dục tóc bớt đạt. Hoàng đưa hai mắt nhìn chú, anh nói, con chỉ đến gặp họ một lát thôi, nhất định không có lần thứ hai đâu. Chú Lễ không nói gì, bèn đi vô trong. Thấy chú Lễ không chú ý, Hoàng liền chép lại số điện thoại vừa rồi và tìm cách liên lạc với hắn. Hoàng quét thẻ Bát Đạt Thông, anh thầm nghĩ, chiếc thẻ nhỏ bé này thật thông minh, chỉ cần nạp tiền là có thể dùng để đi xe điện, xe bus, mua hàng ở các tiệm tiện lợi. Anh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, không khí mấy ngày nay khá ô nhiễm. Bầu trời cũng không quá trong xanh, những đám mây u tối đang dần xuất hiện, có lẽ trời sắp mưa. Kẻ đó đã liên lạc với Hoàng, hắn ta cho biết hắn có một tin tức rất quan trọng liên quan đến cha anh. Đương nhiên, số tiền hiện giờ không còn là 3.000 mà là 5.000. Hoàng tích góp mấy tháng nay cũng đủ số tiền ấy, anh liền lập tức đồng ý. Bên kia, hắn hẹn anh 6 giờ chiều tại quán cà phê Lolita. Xe bus Hoàng đang đi là loại xe nhỏ màu xanh, chỉ dõn dẹn 16 ghế chia làm hai bên. Mỗi bên từ 5 đến 6 hàng, xe rất nhỏ, không có nhiều khoảng trống để đứng. Xe bus ở đây khác với xe bus quê anh. Hoàng còn nhớ, hồi lên thành phố làm thuê, anh cũng rất hay ngồi xe bus. Trên xe, ngoài tài xế còn có thêm một phụ xe, người chuyên thu tiền và phát vé. Xe bus cũng khác, loại xe dây thân cỡ lớn, ghế xe được đặt thưa thớt, phần trên có 4 đến 5 hàng ghế, ngồi chia ra làm hai bên. Phần thân xe có rất nhiều khoảng trống, chủ yếu để đứng. Phần dưới cũng gồm một ghế dài, nối liền hai bên thân xe bus. Hai bên trái phải mỗi bên 3 hàng ghế. Mỗi hàng ghế gồm 2 người ngồi. Có nhiều ngày hết ghế hay nhường ghế cho người già, anh đành phải đứng. Xe bus bên này thì chỉ nhận khách theo đúng số ghế quy định. Hành khách trên xe phải thắt dây an toàn. Nếu không thắt dây an toàn hay đón quá số khách quy định, dừng xe sai điểm, tài xế sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt. Ngoài ra, còn có xe bus loại lớn, xe bus 2 tầng kính, xe bus 2 tầng mở, xe điện, tàu điện ngầm, tàu thủy, xe taxi. Tiệm cà phê Lolita nằm trên một con dốc. Dưới chân dốc là một căn nhà được sơn màu trắng và xanh lá. Chú Lễ kể, nơi đó dùng để đổi những thứ như giấy cũ, thùng cạc tông, chai lọ đã qua sử dụng, bóng đèn hư hỏng, cũng như đồ điện đã không còn xài được. Chú dặn khi nào gia đình gom được nhiều đồ sẽ mang ra đổi. Đi lên vài trăm mét, tiệm cà phê đã dần dần hiện hữu. Bên ngoài, tiệm được ốp bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy rõ hình ảnh bên trong. Một cô phục vụ dáng người nhỏ bé đang mời khách trong trang phục màu hồng. Khách hàng chủ yếu là mấy thanh niên đang tuổi trưởng thành. Họ đến đây để thưởng thức văn hóa cà phê theo phong cách hầu gái được du nhập từ Nhật Bản. Mấy cô nhóc phục vụ đều rất trẻ, xinh đẹp, dễ thương, ngọt ngào. Họ vừa làm bưng bê, vừa khéo léo khen ngợi và an ủi khách hàng, khiến khách hàng có cảm nhận bản thân là những vị vua. Hoàng đẩy cánh cửa tiến vào thế giới tươi đẹp. Anh bước chân vào căn tiệm. Mùi hương cà phê thơm lừng xông thẳng lên mũi, khiến anh cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bên tai anh, tiếng cô phục vụ vang lên lanh lảnh. Giọng nói đó rất ngọt ngào. Cô bé nói bằng tiếng Nhật, nên anh cũng không hiểu. Anh đoán đó là câu kính chào quý khách. Hoàng cũng nhiệt tình cúi chào. Bỗng chốc, chuông điện thoại reo lên khiến anh chú ý đến nó. Số điện thoại rất lạ, chắc là hắn gọi đến. Hoàng nhấc máy, giọng nói gắt gỏng vang lên. Không phải lúc mày tán gái đâu. Quanh ra hẻm sau, sang phía con hẻm. Tao đang đợi mày ở đó. Hoàng lập tức rời khỏi tiệm. Nếu muốn ra hẻm sau, phải vòng lại giữa con dốc đi qua một con ngõ nhỏ. Đi tầm mấy chục mét, rồi lại rẽ vào một con hẻm nhỏ khác. Dẫu biết, hắn đang dẫn bản thân mình đi lòng vòng, nhưng anh vẫn chấp nhận làm mọi việc theo ý hắn. Có một tiếng nổ,
tiếng nổ không quá lớn, giống như một trái bóng bay bị người ta cố tình châm kim. Hắn ta tiếp tục nói, mày có nghe thấy tiếng nổ không? Đi theo tiếng nổ đó. Hoàng chạy theo tiếng nổ, nó mới vừa phát ra từ bên trái anh. Tiếng bóng nổ không lớn lắm, chắc chắn vụ nổ ở gần đây. Tiến thêm chục bước chân, Hoàng thấy xác bóng bay dương dãi rải rác trên nền đất. Hoàng nghĩ có lẽ ai đó đã đứng đây bóp nát trái bóng. Anh nhìn ngó xung quanh, khu phố ồn ào nhộn nhịp đã bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại những khoảng không im lặng. Thoáng chốc, Hoàng đã không nhìn thấy con dốc. Trước mặt anh bây giờ là một ngã tư, tứ phía đều là đường hẻm, đều là những bức tường cao đến hàng chục mét được quét một lớp sơn màu xám tro. Tên kia tiếp tục nói qua điện thoại, rẽ trái và đừng quay đầu lại. Hoàng làm theo. Đến đây, anh đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, như có một sự linh tính mách anh phải cảnh giác. Từ đâu xuất hiện một cái bóng tấn công anh. Anh bị hắn đánh mạnh vào đầu. Cú đánh khiến anh choáng váng, cơ thể anh loạn choạng lảo đảo. Nhưng lúc anh yếu thế, hắn đẩy anh xuống đất, cơ thể anh bị hắn ngồi đè lên. Hắn liên tục đấm vào mặt anh, rồi hắn lột túi của anh. Sao không thấy tiền? 5.000 của tao đâu? Nghe giọng nói của hắn, Hoàng biết đó là kẻ gọi điện. Khi nào tao có tin tức, tao sẽ trả mày tiền, mày đừng hòng lừa tao. Tên kia cười khẩy, rồi kéo Hoàng đứng lên. Hắn khẽ nói, tao sẽ cắn nát tai mày nếu mày giở trò. Hoàng giờ đang rơi vào thế bí. Trước khi đến đây, anh đã suy nghĩ về lời nói của chú Lễ, dục tóc bất đạt, một trong những lời dạy của Khổng Tử, ý dạy những đệ tử, phàm làm những việc gì dù lớn hay nhỏ, cần phải kiên trì, kiên nhẫn, mài dũa, trải qua khó khăn gian khổ mới thành. Anh liền nảy ra một ý, gần Nguyệt Các Lâu có một tiệm sách nhỏ, anh cũng hay cùng chú Lễ đến đó để mua sách. Chú thường hay mua những cuốn tiểu thuyết võ hiệp của tác giả Kim Dung hay Cổ Long. Chú còn tặng anh mấy đĩa CD dạy nói tiếng Quảng. Chú cũng đăng ký cho anh mấy lớp học tiếng Quảng tại trung tâm cộng đồng. Tại tiệm sách đó có tủ đồ dành cho khách. Anh chỉ cần để túi và bóp tiền tại đó là an toàn. Thấy cách này ổn định, anh liền thực hiện theo kế hoạch. Anh đang bị kẻ này uy hiếp và anh dám chắc hắn là kẻ côn đồ hống hách. Giờ Hoàng phải tự tìm cách thoát thân. Tên kia kéo Hoàng đi theo hắn. Hắn nói, giờ thì mày nhanh chóng đưa tao đi lấy tiền, tao sẽ tặng thứ mà mày không thể tưởng tượng. Sau cú đánh của hắn, mũi Hoàng rỉ máu, gương mặt anh bắt đầu sưng phù đỏ âu, những vết thương bắt đầu nhức, đau và nóng ran. Thoáng chốc, Hoàng và hắn đã ra đến đường lớn, thấy nhiều người đi lại, hắn khôn lỗi bắt Hoàng cúi mặt xuống để người đi không chú ý đến gương mặt bầm dập của anh. Cả hai kéo nhau đi được vài trăm mét, thấy hai cảnh sát mặc quân phục đang đi tuần, hắn liền nói nhỏ vào tai anh. Mày mà để cảnh sát phát hiện, tao sẽ không tiết lộ tin tức về cha mày đâu. Thấy hai cảnh sát như thấy được hy vọng, Hoàng ngay lập tức chạy nhanh đến bên họ cầu cứu. Sếp ơi, cứu tôi, hắn đánh tôi. Anh chỉ vào kẻ đó, hắn đối diện với tình hình bất ngờ, liền lập tức bỏ chạy. Một trong hai viên cảnh sát liền lập tức đuổi theo hắn, người còn lại giúp anh gọi xe cấp cứu. Sẽ phải bắt được hắn, hắn còn đánh vào đầu tôi, phải phạt hắn thật nặng. Sau khi được chú Lễ đón về từ bệnh viện, Hoàng được chú cho biết hắn tên A Bân đã bị cảnh sát bắt. Hắn là một tên lưu manh côn đồ, ham đánh mạt chược. Hắn không kiếm được nhiều tiền vì không được các đại ca tin tưởng. Trong ban đảng, địa vị của A Bân rất thấp, chỉ làm những công việc lạc vặt. Thấy thông tin tìm cha của Hoàng, A Bân nhận ra đây là cơ hội để cướp của Hoàng một số tiền đủ để tiếp tục chơi mạt chược. Số tiền hắn yêu cầu Hoàng tuy không nhiều, nhưng cũng để hắn học được một bài học nhớ đời. Kể hết câu chuyện, chú Lễ nói, 3 tuần nữa. Hoàng không hiểu, liền hỏi lại, 3 tuần nữa là sao vậy chú? Chú Lễ nói, là lịch quay của con đó.
Hoàng vẫn chưa hiểu hết câu chuyện, liền đáp lời. Con đi thẳng mà, đâu có quay được đâu. Chu Lễ thở dài. Cái thằng ngốc này, quay là lịch quay phim trên đài truyền hình. Lần trước đã nhờ thằng đóng đó. Ông giám chế đó nói dự tính 3 tuần sau sẽ bắt đầu bấm máy. Hoàng cười khì rồi nói. Vậy mà con lại tưởng... Tiếng dầu sôi sùng sục trên chảo nóng. Lão Què đập hai trứng gà vào một cái tô rồi đánh đều. Đến khi dung dịch trứng gà nổi một ít bọt thì đổ vào chảo rồi chiên đến khi vàn giòn một mặt. Lão tiếp tục lật úp mặt còn lại chiên đến khi vàn đều hai mặt. Nồi cơm điện báo hiệu cơm đã chín và có thể dùng bữa. Lão tiếp tục thái rau, từng nhát dao bầm bầm xuống mặt thớt. Ít phút sau, cánh cửa chính bật mở. Bước vào là một thanh niên cao lớn, gương mặt ngăm đen nhưng nước da lại rất mịn màng, sống mũi cao ráo kèm theo đôi môi nhỏ nhắn. Anh nói, con đã về rồi đây, con mua thêm vịt xá xíu mà ba thích ăn nhất nè. Người vừa nói là Thiện, con trai Lão Què, 33 tuổi, nghề nghiệp cảnh sát. Lão Què từ trong bếp ngó đầu ra nói, mau rửa mặt rồi ăn cơm. Thiện đặt hộp thức ăn lên bàn, rồi cởi giày, thay dép đi trong nhà. Anh nói lại với ba. Hôm nay đồng nghiệp con trúng số, nên cả đội được mời trà chiều. Lão Què đáp lại. Thằng quỷ này, vậy mà mày không mời ba. Nên con mua con vịt quay xá xíu cho ba để tạ lỗi nè. Thiện vui vẻ đáp lại. Anh rửa tay, rồi lao vào bếp nấu cơm cùng Lão Què. Thấy bóng lưng Thiện, Lão Què than thở. Sao thằng con đẹp trai cao ráo này lại không chịu cho tôi ẩm cháu? Nó cứ khiến tôi nhìn người ta mời giấm gừng mà thèm thuồng à. Ghi chú, giấm gừng, một món ăn của người Quảng Đông. Gia đình thường mời hàng xóm bạn bè ăn khi họ mừng con cháu đầy tháng. Ba à, con vừa mới chia tay bạn gái 3 năm thôi đó. Vẫn đang trong giai đoạn thất tình, vẫn chưa có ai để theo đuổi mà. Thiện nhõng nhẽo, cọ đầu vào vai lão. Nhân tiện, lão gõ nhẹ vào trán anh. Lão nói, nếu không vì chuyện của anh Bính thì chắc ba đã không gặp được con rồi. Lão xoa đầu Thiện, rồi nghĩ về quá khứ xa xăm, nơi mà lão đã đi qua những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Sau khi Trương Văn Bính bị bắt, lão quỷ đi khắp nơi tìm những vụ án tương tự, nhưng vụ án đó liên quan đến tâm linh. Năm đó, cách năm vụ án giết vợ con 5 năm, lão tìm đến Từ Gia Thôn, một vùng quê yên bình nằm ở khu Nguyên Lãng. Nơi đây tương truyền, hơn 200 năm trước, có một người đàn ông vì oan khuất không được giải, đành treo cổ trên thân cây đa. Cây đa hiểu được nỗi oan thấu trời xanh, nên chấp nhận thỏa thuận với người đàn ông. Cứ mỗi đêm trời trăng tròn, cây đa sẽ hóa thành người rừng trị những kẻ xấu. Kẻ bị trừng trị đều là ác bá. Xác chúng ngày hôm sau sẽ bị treo trên cây đa. Dân làng sợ mình là kẻ tiếp theo, nên nhiều thôn dân có ý định chặt cây đa. Cũng có một nhóm dân làng, chủ yếu là phụ nữ, lại bảo vệ cây đa. Họ cho rằng cây đa đang bảo vệ dân làng khỏi những kẻ xấu. Chính cây đa đã giết tên ác bá chuyên hà hiếp phụ nữ, cho vay nặng lãi, ép con hầu phải làm việc ngày đêm, không cho người hầu ăn cơm. Hai nhóm người tranh cãi kịch liệt, ai cũng cho mình là đúng. Có một tên trong nhóm định chặt cây, y tiến đến cây đa, dung rìu chặt xuống thân cây. Tiếng động dục dục cũng không khiến dân làng chú ý. Rồi từ vết thương, thân cây chảy ra một thứ có màu đỏ, mùi hơi tanh. Tên chặt cây hét lớn. Máu thân cây đang chảy. Hắn nói rồi sủi bọt mép ngất xỉu. Mấy người bên phe chặt cây hoảng loạn, họ đành cử vài thanh niên kéo hắn ra về. Nhóm người ở lại xôn xao, cho rằng cây đa này đã thành tinh, nên họ hô hào nhau cúi lại cây đa. Họ còn cùng nhau quyên tiền xây dưới gốc cây đa một ngôi miếu nhỏ. Thời gian gần trôi, ngôi miếu nhỏ thành ngôi miếu lớn. Lão Què cũng vì câu chuyện cây đa tinh mà đến Từ Gia Thôn. Lão Què đi đến đâu, người dân trong thôn cũng thuật lại câu chuyện cây đa thành tinh trị người xấu. Đa số người dân trong thôn đều không tin. Họ cho rằng câu chuyện tuy rất cuốn hút ly kỳ,
nhưng nó chỉ là truyền thuyết đô thị được con người dựng lên, không hề có ghi chép trong bất kỳ văn bản nào của thôn. Nó chỉ được truyền miệng, không có ai chứng kiến. Họ cho rằng khi đó để quyên tiền cho việc xây dựng ngôi miếu, người xưa đã sáng tạo ra câu chuyện cây đa thành tinh. Cũng nhờ truyền thuyết cây đa tinh, Từ Gia thôn trở nên nổi tiếng trong vùng. Thôn dân cũng nhờ ngôi miếu kiếm kế sinh nhai, thậm chí có gia đình nhờ bán gian tiền vàng mã trở nên giàu có. Biết linh tính cây đa tinh, người dân Từ Gia thôn cũng không dám làm chuyện bất tuân đạo lý. Thôn dân trở nên ôn hòa, ai ai cũng đang dạy con cháu sống thiện tâm, sống nhân nghĩa. Nếu không, sẽ bị cây đa tinh trừng trị. Thời đại đổi thay, xã hội càng trở nên phức tạp. Con người cũng hình thành những tính cách thói quen xấu. Dần dần họ thay đổi, càng ngày càng ỷ lại vào khoa học công nghệ, càng xa rời đời sống tâm linh. Họ không tin chuyện ma quỷ thần Phật. Họ sống phụ thuộc vào vật chất, vào cuộc sống xa hoa. Những thứ tà ôn lại khiến họ mê muội, đắm chìm vào hư vinh, danh vọng, sắc đẹp. Họ tự biến mình thành những con thiêu thân, lao vào những cuộc vui không hồi kết. Lão Què cũng thuật lại câu chuyện từ Văn Bến cho họ nghe. Câu chuyện khiến họ cũng nghi hoặc. Người họ nghi hoặc chính là Lão Què. Họ cũng biết thông tin vụ án từ truyền thông báo chí. Một ông lão nói, tòa án đã xử phạt ông ta. Từ khi Lão Què chứng minh ma quỷ có thật, ma quỷ xui khiến con người gây án. Các vị cũng thờ cây đa tinh, các vị cũng tin ma có thật sao? Lão Què phản ứng. Người đàn ông vừa rồi nói, cây đa của chúng tôi là cây đa tinh, là thần, đâu phải ma quỷ. Cây đa giúp đỡ thôn dân chúng tôi đâu có đi hại người. Ông nên về tìm một thầy pháp, cây đa tinh không giúp gì ông đâu. Một người phụ nữ trung niên chen vào câu chuyện. Phải đó, cây đa tinh của chúng tôi chỉ trừng trị kẻ xấu, đâu có đi xuống người ta hại phụ nữ, hại con nít chứ. Con ma mà ông kể, sao cùng đẳng cấp với cây đa tinh của chúng tôi? Người đàn ông tiếp tục câu chuyện. Hay là ông đợi vụ án tiếp theo đi, biết đâu nó lại ra hại người, ông nhân cơ hội ấy mà bắt nó. Cháu tin ma quỷ hại người. Không biết từ đâu vang lên giọng nói đanh đảnh của một thanh niên chừng 17 tuổi. Cậu chàng đứng hiên ngang ưỡn ngực trên gò đất cao, hai chân dang rộng, một tay chống hông, còn tay kia chỉ về nhóm người đang đối chất với Lão Què. Người phụ nữ trung niên tiếp tục lên tiếng. Là ai là mày, thằng nhóc nghịch ngợm này? Cậu chàng đặt một chân lên gò đất cao hơn, tay phải chỉ vào người mình, rồi chỉ tay về phía người đàn bà trung niên, tay còn lại chống hông, nói. Tôi nè, tôi nhìn thấy chồng bà đi với một cô gái đẹp lắm đó, tóc dài, thân hình bốc lửa. Cổ còn nói với chồng bà xúi ông về thôi bà, rồi minh hôn với cổ, bởi vì cô ấy là ma đó. Đáng đời bà, bị con ma cướp chồng. Ai biểu bà ngày nào cũng chửi tôi là thằng mồ côi. Ba má tôi dưới số vàng đang dạy bà đó, bà dàn nhiều chuyện. Người phụ nữ cay nghiệt nhìn thằng nhóc, bà ta nghiến răng nói. Cái thằng nhóc từ một thiện độc miệng này, mày dám rủ tao bị chồng bỏ hả? Nói rồi, bà ta giật lấy cây chổi của người đang đứng gần đó, tiến về phía thằng nhóc. Thấy tình hình căng thẳng, Lão Què lê người đến chỗ thằng nhóc. Lão dùng tốc độ nhanh nhất có thể che chắn cho thằng nhóc. Cũng may, sức người phụ nữ không quá mạnh, bà ta chỉ khiến lão xây xát nhẹ. Nghĩ lại chuyện cũ, hai cha con bất giác nở nụ cười. Thiện bưng cơm ra bàn rồi nói. Con từ nhỏ sống với cậu lớn, cậu không lập gia đình nên cậu thương con lắm. Mấy tháng sau lần đầu con gặp ba, cậu qua đời đột ngột, con buồn lắm, con không biết nơi nào để đi. Đám họ hàng cũng chính là người trong Từ Gia thôn. Sợ phiền phức, sợ tốn thêm miệng ăn, lúc đó 17 tuổi rồi, con ra ngoài kiếm cơm. Thiện bưng chén cơm, nước mắt chảy dài trên hai má. Con không học thức, không địa vị, đành theo mấy tay anh chị xã hội đen kiếm cơm. Lúc đó ba gặp lại con, nhận ra con, ba đã cưu mang con. Sau đó ba khuyên nhủ con không nên dây dưa với họ. Ba cho con đi học, dạy con làm người tử tế,
dạy con thành người đúng với cái tên của mình. Nếu không có ba, con đã không làm cảnh sát. Lão què đưa khăn giấy cho con trai. Ôi, thằng nhóc này lớn rồi còn khóc lóc. Người không hiểu chuyện lại nói ba bạo hành mày á. Thiện bất giác bật cười. Mấy người không biết chuyện còn hỏi con, sao con họ Từ mà ba lại họ Lâm? Con mới nói đùa con theo họ mẹ. Ngày xưa ba mẹ quen nhau nhưng không được nhà nội chấp nhận. Nhà nội giàu lắm, nhà ngoại lại nghèo. Ba mẹ bày trò lén lút qua lại. Một thời gian sau, nhà nội bắt ba đi du học. Ba bắt buộc phải xa mẹ. Ba đau lòng lắm, nước mắt nước mũi rơi đầm đìa. Khi đó mẹ mới biết mình mang thai. Mẹ sinh ra con, nhà nội không chịu nhận con. Mẹ đành ôm con về nhà ngoại, do đó con mang họ Từ. Lão què nhìn đứa con trai, ông nói, kể tầm bảy tầm bạ à, mày làm sống gì nghĩ xấu về tao á, lo ăn đi con. Lão què gắp miếng xá xíu cho thằng con. Ông nhìn Thiện, ánh mắt lão trầm ngâm. Thoáng chốc, trong mắt lão hiện lên hình ảnh đồng lúa chín ngã vàng, hương gió thổi qua làn tóc, rồi đến hình ảnh biển cả, xa xăm là đường chân trời. Con đường lão đi không có điểm đến, lão tiếp tục ôm lấy tấm ván gỗ. Sóng biển đánh dồn dập lên đên trên biển, lão tưởng chừng như mình sắp chết. Lão ôm chặt ván gỗ như ôm chặt sự sống. Mấy tiếng trước, xung quanh lão có đến mấy chục người, ai nấy cũng rệu rạch bê tha. Giờ đây lại chỉ còn có mỗi mình lão. Thấm thoát không biên đã bao nhiêu ngày hay bao nhiêu giờ trôi qua. Lão kiệt sức, lão muốn nhắm mắt, lão muốn buông xuôi mọi thứ. Cái chân phải của lão không biết từ khi nào đã mất cảm giác. Có lẽ là do cơn bão vừa rồi, lão dần dần thiếp đi, lão ngủ gục. Khi lão tỉnh dậy, lão không biết lão đang ở đâu. Trước mắt lão là một trần nhà đơn sơ với những vết hoen ố đen vàng. Lão tính ngồi dậy thì một người đàn ông chạc đôi mươi nói với lão. Anh bạn đừng cử động, anh còn yếu lắm, tôi lấy cho anh chút nước nghen. Người đó chính là Trương Văn Bính. Hoàng chính thức nhận lời làm khách mời trong chương trình Trời ban mối lương duyên cha và con. Đóng đã sắp xếp để câu chuyện của anh là số đầu tiên. Anh trân trọng cơ hội này. Biết đâu, cha anh sẽ coi được chương trình, ông sẽ tìm đến anh. Anh Hoàng, 5 phút nữa chương trình bắt đầu. Giới thiệu với anh, đây là giám chế Trần. Đóng đến và nói với anh. Hoàng quay qua, đi cùng Đóng là một người phụ nữ chạc 50 tuổi. Bà mặc một bộ đồ công sở, dáng người trung bình, nước da trắng sáng, mái tóc dài được nhuộm màu nâu vàng, được duỗi rất chỉnh chu. Thoáng thay bà là người thẩm mỹ cao, là phụ nữ có quyền có thế, khác hẳn với những người Hoàng thấy tại món quà quê. Hoàng bắt tay giám chế, bà ấy nói, chào mừng anh đến với Hồng Kông, tôi đã nghe Đóng kể về câu chuyện của anh. Anh lặn lội đường xá xa xôi, đến được đây thật không dễ dàng. Hoàng đáp lời, với giọng nói từ từ chậm rãi. Cảm ơn vì đã chọn câu chuyện của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được quay hình. Thật ngại quá. Tôi vụng về không biết nói chuyện. Mong được giám chế Trần chỉ dạy. Kế đến, Hoàng được đưa đến trường quay xưởng số 2. Hoàng được dẫn từ phòng trang điểm, đi qua một hành lang dài. Một bên là tủ đựng đồ dành cho các nhân viên. Một bên là cửa sổ rộng lớn hứng đủ ánh sáng mặt trời. Có thêm mấy hàng ghế dài màu xanh cùng máy bán nước tự động. Xưởng ghi hình là một căn phòng rất rộng và rất cao. Bên trên trần là hệ thống đèn và dây điện chằng chịt, nối tiếp nhau không có điểm dừng. Một góc phân xưởng, cầu thang dẫn lên một căn phòng có cửa kính chiếm đến phân nửa. Đóng nói đây là phòng điều khiển. Giám chế hay mấy lãnh đạo sẽ lên đó quan sát nhân viên làm việc. Trên đó có rất nhiều thiết bị thu phát phức tạp, Đóng cũng chưa học hết. Trung tâm phân xưởng là không gian ghi hình. Phong nền được dựng lại một dải màu vàng cam xen lẫn. Phía dưới là một bộ ghế sofa màu xám tro, một chiếc bàn kính cao ngang đầu gối người trưởng thành. Hoàng được dẫn đến gặp anh Terry, người dẫn chương trình.
Terry thấy Hoàng liền chào hỏi. Cậu là khách mời quay cùng tôi ngày hôm nay. Hoàng đáp trả cái bắt tay của Terry. Anh nói. Dạ, chào anh là Terry. Em có coi cái chương trình của anh. Anh nói tiếng Quảng rất hay, rất cuốn hút. Em học hỏi được rất nhiều từ anh. Anh thấy em nói tiếng Quảng thế nào? Terry nhìn Hoàng, đáp. So với mấy người từ nước ngoài đến, cậu rất khá rồi. Tiếp tục cố gắng nhé. Sau đó, anh được đồng giới thiệu đến đạo diễn Đặng, một người đàn ông tầm 30 tuổi, dáng người cao lớn. Hoàng được Terry chỉ dẫn rất nhiều. Buổi ghi hình cũng bắt đầu bấm máy. Ánh sáng chiếu xuống phía Hoàng. Anh được hướng dẫn điểm ngồi ra sao, rồi máy nào sẽ quay anh. Khi nói thì cần nhìn về máy nào. Hoàng hồi hộp, trái tim anh đập thình thịch. Giám chế Trần kế bên an ủi anh. Hít vô thở ra, cậu cứ làm thử, rồi dần dần cậu sẽ quen. Hoàng gật đầu, rồi làm theo lời giám chế. Chẳng mấy chốc, anh đã trở lại bình thường. Hoàng ngồi đúng vị trí đã được chỉ định. Đóng đứng trước máy quay, cầm theo tấm bảng nói. Trời ban mối lương duyên cha và con, tập 1, lần quay đầu tiên. Đóng gặp phần đầu tấm bảng xuống phần thân, kế đó đạo diễn Đặng hô lớn. 1, 2, 3, action! Trường quay bỗng chốc im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Terry. Anh ấy bắt đầu nói. Kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Trời ban mối lương duyên cha và con. Tôi còn nhớ cuối thập niên 80, xã hội Hồng Kông nhiều biến động. Tuy thời đó tôi còn rất nhỏ, chỉ mới học tiểu học thôi. Có người đã nói với tôi, Hồng Kông lại có thêm những người tị nạn, những người từ nơi xa đến. Người Hồng Kông hãy đối tốt với họ, hãy coi họ như người nhà, hãy coi họ như một phần của Hồng Kông. 30 năm trước, có một người đàn ông không ngại gian nan khổ cực đã dũng cảm vượt biển đến Hồng Kông. Ông ấy tên Nguyễn Hữu Nghĩa. Lão què ngồi trước màn hình TV. Trên sóng truyền hình, Terry đang kể câu chuyện. Thoáng nghe cái tên Nguyễn Hữu Nghĩa, ông chợt giật mình. Màn hình chuyển sang người thanh niên. Người đó là Hoàng. Hoàng cầm trên tay một lá thư. Trong thư chỉ có dõn dẹn vài dòng. Hoàng giải thích với Terry rằng đó là bức thư một người lạ gửi cho anh. Hoàng kể về câu chuyện khi Hoàng còn nhỏ. Khi đó anh chỉ mới hơn 3 tuổi. Anh dường như không có ký ức gì về cha. Ông xuất hiện trong anh rất mơ hồ. Ngay cả gương mặt, hình dáng ông, Hoàng cũng không nhớ rõ. Từ ngày cha anh mất tích, gia đình không một ai có tin tức gì từ ông. Mẹ anh, bà Gắm chọn cách chờ đợi ông. Thời gian ông mất tích bao lâu, bà Gắm đã chờ đợi ông bấy lâu. Hàng ngày, bà vẫn ngồi bên hiên cửa đợi chờ tin tức của ông. Đợi mãi, những thứ bà đợi được chỉ là hư vô, là sự tĩnh lặng của thiên nhiên, là âm thanh trong trẻo của đất trời, là tiếng kêu gào của núi rừng. Mấy chục năm nay, bà mang tấm thân già cỗi, héo mòn, chờ đợi một người không bao giờ trở về. Terry tiếp lời. Một người phụ nữ vì chồng mà hy sinh mọi thứ, quả thực đáng để người ta khâm phục. Vậy còn cậu thì sao? Hoàng nói. Tôi từ nhỏ luôn được mẹ yêu thương. Mẹ tôi đã thay phần cha làm nhiệm vụ của ông ấy. Mẹ cho tôi tất cả mọi thứ bà có. Mẹ chưa khi nào thôi nhớ về cha. Tôi từ nhỏ đã không có ký ức gì về cha. Nhưng chính mẹ tôi đã dạy tôi cách yêu thương ông. Dạy tôi về con người của ông. Bà khẳng định người như ông nhất định sẽ không rời bỏ vợ con. Nhất định ông sẽ trở về. Ông là con người coi trọng nghĩa khí, coi trọng gia đình. Terry tiếp lời. Thưa quý vị, trên tay chúng tôi là bức thư được gửi từ Hồng Kông. Chúng tôi đã nhờ người phiên dịch. Nội dung trong thư nói ông Nghĩa, tức cha cậu Hoàng, vẫn còn sống. Mong gia đình đừng quá lo lắng. Không gì là quá muộn màng. Ít ra, chúng ta biết ông ấy vẫn sống, vì một lý do hay hoàn cảnh nào đó mà không thể trở về. Chúng tôi mong khán giả khắp nơi, nếu có tin tức gì về ông, hãy liên lạc về đường dây nóng 09453 sao sao sao, hoặc gửi về email xxx. Lão tắt TV rồi bỏ về phòng. Đúng lúc đó,
Thiện từ phòng ngủ đi ra. Lão giật mình khi thấy con trai gương mặt nhợt nhạt, hai mắt triểu lại. Trấn tĩnh tinh thần, lão hỏi: Ờ, chưa ngủ sao? Thiện lắc đầu, anh rót ly nước liền nói: Ờ, ba bật tivi lớn quá, con không ngủ nổi. Mà con thấy kỳ đó nha. Chuyện gì vậy? Lão hỏi Thiện. Thiện từ từ đáp: Nếu đã nhớ vợ con như vậy, sao ông ta không trở về chứ? Không lẽ đã lấy vợ nhỏ, có gia đình mới rồi, sao còn nhớ đến gia đình cũ nữa chứ? Thiện uống ngụm nước, rồi ngẩng đầu lên nói tiếp: Ờ, có khi nào ông ấy có vấn đề gì, nên không quay trở về gặp vợ con không ta? Chắc vợ ông nhớ gia đình lắm, nhưng đáng tiếc, có nhớ mấy mà không muốn gặp cũng đành chịu. Vợ con trai ông tìm đến rồi, không lẽ lại để cậu ta thất vọng? Thật tội nghiệp quá đi. Lão què đứng bên xây sẫm mặt mày, thái dương lão nóng rang, toàn thân lão rã rời, chân tay không tự chủ. Lão đánh rơi remote khiến Thiện giật mình. Anh hỏi lão: Ờ ba, ba không sao chứ? Con nói tầm bậy theo chương trình trên TV thôi. Con đưa ba về phòng ngủ nha ba. Thiện đưa lão về giường. Anh thấy lão nằm yên mới tắt đèn ra khỏi phòng. Cơ thể lão ngày càng bất an. Lão thấy dường như có thứ gì đó khiến lão khó chịu. Lão nôn nao như muốn ói ra hết những thứ lão vừa dung nạp trong bữa tối. Đột nhiên chân lão đau nhói. Cái chân què của lão vừa đau vừa nhức nhối. Nó khiến lão khó chịu. Lão lọ mọ rờ vào cái chân. Thiện ở bên ngoài, anh cảm thấy hình như lão chưa ngủ. Anh mở hé cửa nhìn vô phòng, thấy lão đang tháo cái chân giả. Thiện liền gõ cửa rồi nói: Ờ, để con giúp ba. Thiện liền tiến vào phòng. Anh ngồi bên giường tháo cái chân giả, tiếp đến tháo lớp đệm lót. Chân phải lão giờ đây chỉ còn từ phần hông đến phần quá đầu gối. Đầu gối ông cũng teo nhỏ. Nó không còn nguyên dạng, không còn hình dạng bình thường. Phần gối bên phải nhỏ hơn bên trái rất nhiều. Phần kết của chân trái chỉ là một mẩu thịt nhỏ, nhìn rất kỳ quặc và xấu xí. Cứ nhìn thấy nó, lòng lão quặn đau. Tại sao lão lại xui xẻo đến thế? Nếu ngày đó lão không lên thuyền, có phải lão sẽ có cuộc sống bình yên hạnh phúc không? Có phải lão sẽ được sống cùng vợ con? Có phải lão sẽ tận hưởng tuổi già bên những đứa cháu? Trước khi lên tàu, lão nghĩ gì? Lão chỉ muốn cuộc sống của gia đình bớt cơ cực. Lão chỉ muốn con cái có cái ăn ngon. Lão đâu có muốn xa rời họ, chưa khi nào lão thôi nghĩ về họ. 30 năm nay, không giấc ngủ nào lão được ngon. Lão không nghĩ về Trương Văn Bến, thì cũng nhớ về những ngày lên đên trên biển, mơ ngày đoàn tụ cùng gia đình. Chen chúc trên khoang tàu, trước mắt lão khi ấy chỉ là biển cả. Biển rộng lớn, chân trời xa cách, khoảng không trời đất là vô tận. Xung quanh lão, nhóm người chen chúc, ngồi kế nhau như con cá mòi trôi dạt trên biển. Lão không quen biết họ, họ cũng không quen biết lão. Qua vài câu chuyện làm quen, lão biết họ đến từ những nơi khác nhau, đều là những vùng quê nghèo. Họ và lão chỉ chung một mục đích. Biển cả bao la rộng lớn, biết bao nguy hiểm rình rập, biết bao con sóng lớn nhỏ nuốt chửng con người. Khi đó bầu trời bỗng nhiên tối sầm. Lão và mấy người trên tàu nhốn nháo, họ tìm cách chạy vào cabin. Cabin chợt thì họ xuống hầm cá. Bầu trời càng ngày càng tối, gió cũng bắt đầu mạnh lên. Gió từ cơn thổi nhẹ bỗng chốc thành cơn bão lớn. Cơn bão cứ thổi, cứ thổi, bão cuốn theo sóng biển. Cơn sóng biển ngày càng cao càng lớn, sóng đánh xuống thuyền, từng đợt nước biển dâng trào rồi đánh mạnh xuống con thuyền. Con thuyền nhỏ chao đảo, bấp bênh trên biển, gió và sấm chớp nổi liên hồi, kế đến là một cơn mưa lớn đột ngột rơi. Con thuyền nhỏ dường như không chịu được cơn sóng lớn. Người lái tàu đang căng mình điều khiển con tàu. Nóc cabin rung bần bật, tiếng mưa rơi lột bột, tạo thành một khung cảnh vô cùng sợ hãi. Lão khi này cũng ngồi trong cabin. Tiếng khóc của mấy đứa trẻ, tiếng tụng kinh của mấy người phụ nữ, tiếng rên khe khẽ của đám đàn ông,
tất cả đều dồn vào tai lão, cộng thêm tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, tiếng khung cảnh thêm thê thảm. Bỗng nhiên, con thuyền chao đảo dữ dội, cơn sóng lớn đập thẳng vào con thuyền, khiến nước biển từ trên trời dội thẳng xuống nóc cabin. Con thuyền lẻ loi, đơn côi giữa muôn trùng sóng lớn, nó đông đưa giữa biển khơi, như số phận của con người nổi trôi trước những mưu toan, tính toán của cuộc đời. Mấy người xung quanh lão gào thét, giờ họ đã không còn bình tâm cầu nguyện hay trò chuyện nữa. Tình thế hiện giờ rất nguy hiểm, con thuyền có thể lật bất cứ lúc nào. Hai tay lão bấu chặt vào con thuyền. Cơn bão thổi càng ngày càng mạnh, nóc cabin giật liên hồi. Chỉ trong chốc lát, nó đã bị gió thổi bay. Mấy người đàn ông cao lớn cố gắng kéo tấm mái tôn lại, nhưng tất cả đều vô ích. Những hạt mưa rơi đổ xô lên đầu nhóm người, ai nấy đều nhốn nháo. Họ cố gắng tìm thứ gì đó, vừa để tránh mưa, vừa để bám chặt vào con thuyền. Bỗng chốc, trời đột nhiên lặng gió, mưa cũng dần dần nhỏ đi. Mọi người trên thuyền thở phào nhẹ nhõm, ai cũng cho rằng cơn bão đã đi qua. Nhưng không, chỉ ít phút sau, cơn sóng lại nổi lên. Khi này, cơn bão đã mạnh hơn trước rất nhiều. Con thuyền không còn đứng vững, nó đang nghiêng một góc 45 độ so với mặt biển. Con người đã ngã xuống biển, kế đến người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Họ gào thét trong vô vọng, tiếng kêu cứu thảm thiết hòa với tiếng gió. Con người hô lớn trong tuyệt vọng. Thuyền sắp lật rồi, cố bám vào đâu đó đi. Sau câu nói đó, mọi người trên thuyền càng trở nên hỗn loạn. Những con người giờ đây đã không còn minh mẫn, họ bắt đầu vào trạng thái không thể kiểm soát. Họ gào thét, có người tự nhảy xuống biển, có người đi lên giật lấy vô lăng. Người lái thuyền bị hắn hất văng ra bên ngoài, ông ta cố gắng giành lại vô lăng. Hai người xảy ra cuộc chiến hỗn loạn. Nhóm người xung quanh phải mất ít phút mới có thể ngăn họ lại. Khi này, một cơn sóng lớn đánh mạnh xuống con thuyền, không chịu nổi trước sức mạnh thiên nhiên, con thuyền vỡ đôi, từng mảng thuyền dần dần chìm xuống bãi biển. Lão cùng nhóm người cũng không thoát khỏi số phận. Lão rơi xuống biển, nước biển lạnh như băng khiến lão rùng mình. Lão cố bơi lên mặt biển, trước mắt lão toàn là nước. Màu nước đen tối sầm khiến lão không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Lão chỉ biết bơi và bơi. Nhưng rồi dường như có thứ gì đó cuốn lấy chân phải của lão. Nó kéo lão xuống, khiến lão không thể bơi. Lão cố tình đạp chân thật mạnh, nhưng nỗ lực của lão gần như vô ích. Chân lão tê cứng, máu bắt đầu hòa lẫn với nước biển. Lão phải cúi xuống phía chân phải. Cái chân lão vừa mới bị chân dịch của con tàu cuốn vào. May thay, chân dịch của con tàu không còn hoạt động nữa. Giờ đây, lão mới thấy đau nhói. Cái thân của lão dường như đang tê cứng. Lão đành phải gỡ cái chân ra khỏi chân dịch. Tuy vết thương khá sâu, máu chảy rất nhiều, nhưng lão không để ý. Lão chỉ chăm chăm bơi lên mặt nước. Nếu không, lão sẽ chết. Ít phút sau, lão mới có thể hít thở khí trời. Lão nhìn xung quanh như tìm một thứ gì đó để bám víu. Cũng may lão tìm được một thanh gỗ khá lớn, đủ cho lão ôm chặt. Lão hiện giờ đang chơi vơi giữa biển khơi. Trời vẫn mưa, gió vẫn thổi, mặt biển vẫn đổi sóng. Lão dần dần mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy, người đầu tiên lão gặp là Trương Văn Bính. Chính ông ta đã cứu lão. Chính ông ta đã giúp lão có một cuộc sống mới. Chính ông ta đã cho lão một cái tên mới. Lâm Sinh, thay cho cái tên cũ, Nguyễn Hữu Nghĩa. Thiện nhìn quanh căn phòng ngủ. Căn phòng đơn sơ, chỉ có một tủ đầu giường, tủ áo và giường ngủ. Trên tủ đầu giường, ngoài đèn bàn còn có một khung hình. Trong khung hình đã cũ, thông qua lớp kính mờ, một gia đình nhỏ gồm 4 người. Người đàn ông trên tay bế một bé trai tầm 2-3 tuổi. Người phụ nữ nắm tay một bé gái. Họ đứng trước một thân cây lớn.
bóng cây phủ xuống phần nền đất đầy đá sỏi, tấm hình cũng đã ngả màu ố vàng. Thiện lau qua tấm hình rồi khẽ nhìn ông, anh lẩm bẩm. Ba nhớ họ như vậy, giờ con trai ba cũng đến đây rồi, sao ba không gặp anh ta, sao ba lại trốn tránh? Hoàng cùng chú Lễ đóng cửa căn tiệm đồ cũ, kế đó hai người kéo nhau đến tiệm ăn món quà quê. Hoàng giờ đã trở thành người nổi tiếng, câu chuyện của anh đã vang ra khắp các con phố. Ông chủ Cam Luân Hào chào đón hai người rất nhiệt tình. Ông nói, bữa trưa đã sẵn sàng, hôm nay hai cha con muốn ăn gì đây? Chú Lễ không nói gì, Hoàng cũng vậy. Thấy hai người khách quen im lặng, ông chủ liền lấy cho họ hai ly nước. Thiện mặc quân phục từ ngoài cửa bước vào, theo sau anh là một đồng nghiệp mặc thường phục. Hai người thấy chú Lễ thì tách ra, người kia đi mua đồ ăn, còn Thiện tiến đến chỗ Hoàng và chú Lễ. Anh hỏi, có phải hai người đang tìm một người đàn ông tên Nguyễn Hữu Nghĩa? Như nắng hạ gặp mưa rào, Hoàng liền gật đầu xác nhận. Con biết người này sao? Con là cảnh sát, có gì mà con không biết chứ? Chú Lễ nói. Anh có tin gì của cha tôi sao? Thiện chần chừ rồi ngó nhìn người đồng nghiệp. Anh nói. Câu chuyện dài lắm, con giờ bận rồi, con sẽ liên lạc với hai người sau. Thiện rời đi nhanh chóng. Trước sự ngỡ ngàng của hai người, Thiện chỉ để lại số điện thoại viết dội dàng trên tờ hóa đơn. Chú Lễ nhìn số điện thoại, quay qua nói với Hoàng. Cái thằng nhóc này á, vậy là ý gì? Khi đó ông chủ ghé qua, ông nói. Số này sao quen quá ta? Chẳng phải số anh cảnh sát Thiện sao? Hoàng hỏi. Ông chủ lắc đầu, ông nói. Không phải, đây là số lão què, lão hay gọi cho tôi số này, tôi nhớ mà. Cậu ta cho tôi số của lão làm gì chứ? Không lẽ nào... Chú Lễ lẩm bẩm. Chú ngay lập tức gọi cho lão què, nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn không liên lạc được. Lão què ngồi trong công viên, vừa rồi lão thấy Thiện nói chuyện với Hoàng và chú Lễ. Bỗng nhiên lão cảm thấy lo sợ. Lão đúng là một lão già nhát gan. Thiện hôm trước đã nói với lão rằng hãy nhận lại Hoàng, nhưng lão không chịu. Thiện hiểu cho nỗi khổ của lão. Lão không thể nhìn nhận gia đình mình, lão không thể làm tròn bổn phận của một người cha, lão không thể cho con cái những gì chúng cần, lão không thể đem tình thương đến cho họ. Lão ám ảnh bởi lão giờ là một người què. Lão không muốn con trai lão thấy lão tàn tật và vô dụng. Thiện đã từng thú nhận với lão. Thiện nói, ba không cần lo, chính con là người gửi lá thư đó. Lão nghe qua liền hiểu lá thư đó là gì. Lão liền hỏi, sao con lại làm như vậy? Sao làm những chuyện đó mà không hỏi ý ba? Con có coi trọng ba không? Chuyện riêng của ba sao con can dự vào làm gì? Thiện nói, con thấy ba mất ngủ hàng đêm, con thấy ba khóc đến đỏ hoe hai mắt. Hình họ ba đặt ở đầu giường, khi không có con bên cạnh, ba đều trò chuyện với tấm hình. Con không hiểu tại sao ba nhớ họ đến vậy lại không về tìm họ. Hay do ba mặc cảm vì ba mất một chân? Lão không phản ứng gì, lão gục đầu xuống. Hai tay lão ôm đầu rồi nhẹ nhàng nói, con biên viết tiếng quê của ba sao? Thiện kể, con có đồng nghiệp là đồng hương với ba, viết mấy dòng thư đâu có gì là khó chứ. Đáng tiếc biết bao công sức của con đều vô ích. Lão phủ nhận điều đó. Lão nói với Thiện rằng lão phải trả ơn cưu mang cho Trương Văn Bính, lão phải chứng minh Trương Văn Bính là người vô tội. Nhưng Thiện đã gạt đi tất cả những ngụy biện của lão. Thiện nói rằng không hề có ma quỷ tồn tại và không có ma quỷ nào hại người. Lão đã lấy Trương Văn Bính để dơi lấp đi nỗi nhớ gia đình. Lão lấy việc chứng minh ông ta vô tội chỉ để kiếm cớ quên đi gia đình lão. Thực chất, chưa khi nào lão quên được họ, chưa khi nào lão thôi nhớ về vợ con. Nhưng khi lão nhìn xuống cái chân phải, cái chân không còn nguyên vẹn, cái chân bắt buộc phải cắt bỏ do nhiễm trùng, lão mất hết tự tin, lão không thể xuất hiện trước mặt vợ con với cái chân giả, với tấm thân già nua nghèo nàn.
lão thú nhận với trời, lão chưa bao giờ lấy chuyện Trương Văn Bính để lấp liếm gia đình. Lão luôn tin Trương Văn Bính vô tội, vì một người đã cứu lão như Bính không thể là sát nhân. Lão không biết từ khi nào lão đã lang thang trở về Nguyệt Cát Lâu. Khung cảnh nhộn nhịp hàng ngày lại càng nhộn nhịp hơn. Bỗng chốc, dòng người nhốn nháo chạy khỏi tòa nhà khiến lão có cảm giác bất an. Lão tiến đến hỏi một người đang bỏ chạy. Người này cho lão biết rằng đang có giằng co trong tòa nhà. Có kẻ dùng dao uy hiếp một thanh niên, cảnh sát đang đối đầu với hắn. Nghe đến đây, lão lo lắng. Lẽ nào Thiện đang ở trong đó? Lão tiến về trung tâm vụ xô xát. Trên đường đi, lão thấy ông chủ cùng chú Lễ dìu nhau ra ngoài. Lão tiến đến hỏi, chuyện gì trong đó? Ông chủ thở không ra hơi nên không nói được gì. Chú Lễ bèn nói, cậu Hoàng bị tay côn đồ đó uy hiếp. Lão lập tức lao vào đám đông. Lão lê thân mình đến tiệm ăn món quà quê. Trước mặt lão, hơn 10 viên cảnh sát, trong đó có Thiện, đang đứng dây quanh một tên côn đồ. Tên đó đang dí dao vào cổ Hoàng. Thấy vậy, lão la lớn, đừng giết con trai tôi, ai muốn gì tôi cũng chịu. Tên côn đồ không để ý gì đến lão, hắn chỉ chăm chăm đến mục tiêu đang nằm trên tay. Hắn nói với Hoàng, lần trước mày chơi tao đi mét cảnh sát, giờ cảnh sát đang ở đây, tao coi họ có cứu được mày không. Là mày sao A Bân? A Bân cười lớn rồi cào một đường dao sắc bén vô da Hoàng. Ngoài kia, lão què gào thét. Lão lao vào dòng dây, nhưng lão chưa kịp làm gì thì cảnh sát đã giữ chặt lão. Thiện thấy lão liền qua trấn an. Thiện nói, ở đây nguy hiểm lắm, ba mau về đi, con sẽ cứu cậu ấy. Thiện tiến về phía A Bân, anh nói, anh bạn, anh muốn có con tin đúng không? Người đó chỉ là kẻ làm thuê thôi, đâu có giá trị gì. Tôi lại khác, tôi là cảnh sát, tôi có thể giúp anh. Có tôi, anh muốn gì không được. Mấy cảnh sát quanh đây đều là đồng nghiệp của tôi, họ không muốn tôi bị thương đâu. A Bân nghe vậy liền cười lớn. Nghe mày nói cũng thú vị đấy, nhưng tao có thù với thằng này, tao phải khử nó. Thiện tiếp tục nói, tôi biết anh chỉ vừa mới được bảo lãnh, cuộc đời còn rất dài, anh còn có gia đình, có bạn bè anh em đúng không? Thấy A Bân có vẻ buông xuôi, Thiện và các đồng nghiệp tiến lại gần. Bỗng nhiên, hắn giơ cao con dao hét lớn, vậy tụi mày để tao tiễn đốt thằng nhóc này xuống dưới chơi với anh em tao. Kế đó, không hiểu do sức mạnh phi thường nào, lão què lao thẳng thân mình về phía A Bân. Cảnh sát không kịp trở tay, tên A Bân đã bị lão đè xuống. Ngay sau đó, hắn đã bị bắt. Lão què lúc này cũng được cảnh sát kéo lên. Thiện đến bên lão, anh hỏi, bà đến cứu con hả? Hoàng vẫn hoang mang, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh tiến đến hỏi lão, sao lão lại cứu tôi? Lão không nói gì. Thiện nắm lấy tay lão và gọi Hoàng đến gần. Anh đặt tay lão lên tay Hoàng rồi mỉm cười. Lão què ngồi nhìn hai đứa con trai vào bếp. Lão mỉm cười hạnh phúc. Lão nói với Hoàng, không biết khi nào mới gặp lại bà ấy. Hoàng quay qua nói, khi nào cha sẵn sàng, con sẽ đưa mẹ qua đây du lịch. Khi đó nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ. Con rất nhớ mẹ và chị Hương. Ba thèm cảnh đoàn tụ gia đình đến mức quên luôn con rồi. Thiện nhõng nhẽo. Lão nhìn những đứa con cười hạnh phúc. Nếu khi đó lão chôn vùi tất cả mọi thứ, nếu khi lão cứng đầu không chịu nhận Hoàng, thì giờ đây Hoàng sẽ ra sao? Lão đến giờ cũng không hiểu tại sao khi ấy lão lại lao vào tên A Bân để cứu Hoàng. Nếu lão không hành động như vậy, Hoàng có thể mất mạng không? Có lẽ đó chính là tình phụ tử. Lão không thể đứng nhìn kẻ khác hại con mình. Lão không bao giờ cho phép kẻ khác làm hại đến con lão. Lão là người có tội khi ngay từ đầu, ngay từ khi Hoàng đặt chân đến Nguyệt Cát Lầu, lão đã thờ ơ với Hoàng. Kể từ ngày đó, lão đã biết mục đích anh đến Hồng Kông. Nhưng chính vì sự mặc cảm mà lão thờ ơ. Lão nhẫn tâm nhắm mắt
nhìn Hoàng tìm cha như con thiêu thân. Lão quả thật là kẻ tội đồ. Lão liền tiến đến hỏi Hoàng. Con không giận cha chứ? Hoàng lắc đầu, anh nói. Con chưa khi nào hận cha, ghét cha. Giờ con tìm được cha, con thấy cha rồi, con muốn nói, con yêu cha, con sẽ không bao giờ rời bỏ cha. Hoàng ôm chặt lão, nước mắt anh tuôn rơi.